Chào mọi người. Trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn những quyển sách đọc mùa đông. Những quyển sách mùa đông mà đọc càng thấy lạnh hơn. Thực ra cái tiêu đề của video này là mình lấy từ gợi ý của bạn Kiên Trần ở trên Facebook. Bạn ấy đã gợi ý cho mình ý tưởng để làm cái video như này với cái tiêu đề như vậy. Và bây giờ sẽ là những quyển sách trinh thám, chủ yếu là trinh thám, có cái yếu tố là ghê sợ, máu lạnh, rùng rợn để khiến các bạn cảm thấy lạnh hơn vào cái mùa đông này, vào những ngày nghỉ lễ, vào đợt Giáng sinh này, cảm thấy lạnh hơn. Trước tiên thì mình sẽ nói về hai quyển sách trinh thám Nhật Bản mà mình cũng vừa mới đọc xong quyển này thôi. Đó là Hokkaido Mechi Án của Soji Shimada, đây quyển thứ 2 trong series về anh thám tử tên là gì nhỉ? Kiyoshi. Bởi vì khi mà mình đọc quyển Tokyo Hoàng Đạo Án có anh Kiyoshi đấy xuất hiện đi thì mình thực sự rất là ấn tượng với nhân vật thám tử đó. Kiyoshi khá là giống Sherlock Holmes ý. Với cả cái cách gây án ở trong cái quyển Tokyo Hoàng Đạo Án đấy nó cũng rất là độc đáo. Thế nên mình mới đọc tiếp đến quyển Hokkaido Mechi Án này, thì là quyển thứ 2. Tuy nhiên thì mình có hơi thất vọng bởi vì quyển sách này nó không hay được như kỳ vọng của mình, nó không hay được như quyển Tokyo Đại Án. Và anh Kiyoshi, anh thám tử ấy, được xuất hiện trong chuyện này không được nhiều. Cái thời lượng anh ấy xuất hiện nó chỉ ở gần cuối và cũng không thể hiện được hết cái khả năng giải phá án của anh ấy. Bởi vì chủ yếu cũng thủ phạm là người khai ra hết tất cả mọi cái cách. Như kiểu cái thủ phạm rất là hào hứng với việc trình bày cho mọi người cách gây án ý, tự hào với cách gây án đó. Nhưng mà mình muốn giới thiệu quyển này ý, là bởi vì quyển này lấy bối cảnh ở trong cái trận bão tuyết. Đây là một bữa tiệc Giáng sinh và tất cả các vị khách được mời đến một bữa tiệc Giáng sinh ở cái ngôi nhà này. Ngôi nhà này được xây dựng bởi một kiến trúc rất là kỳ quặc, nhà nghiêng. Và cái kiến trúc kỳ quặc đó sẽ góp phần khiến cho cái vụ án mạng được xảy ra thành công. Hai cái trope mà được sử dụng trong cái quyển sách này đó là án mạng phòng kín này và cái thứ hai là biệt lập, tức là một nhóm người sẽ tụ tập ở một không gian kín, đó chính là ngôi nhà này, và thủ phạm chỉ là một trong số họ thôi. Thì đây chính là quyển sách mà mình muốn mình đã đọc vào cái đợt lành lạnh này vì nó rất là hợp với không khí lạnh, nó lấy bối cảnh mùa đông mà. Mà thực ra đa số tất cả những quyển sách trinh thám mà mình sẽ nhắc đến trong video này thì đều liên quan đến mùa đông ấy. Quyển trinh thám Nhật Bản tiếp theo không ai khác chính là Thứ Tự của Minato Kanae. Quyển sách đã làm nên tên tuổi tác giả này và đã được làm thành phim và nổi tiếng khắp thế giới, chính là quyển Thứ Tội Confession. Cuốn này thì chắc là mình không nói nhiều nữa bởi vì ai cũng nói về cuốn này rồi. Và nếu các bạn chưa đọc thì các bạn có thể đọc vào thời tiết này thì nó quá là phù hợp. Bởi vì tâm lý của các nhân vật trong này không có một cái tí gì mình cảm thấy gọi là có tình cảm con người gì cả. Nó chỉ là sự căm ghét, sự trả thù, sự thù hận. Nó không có một cái cảm xúc gì gọi là nhân văn ở trong chuyện này cả. Và chính vì vậy mà đây cũng là cái điểm mà mình thấy nó không thực sự là thuyết phục mình lắm. Và cho dù mình biết là có rất nhiều người bảo là đấy là do mình không biết về văn hóa Nhật Bản thôi, rồi thì người Nhật Bản như thế, rồi giáo dục nó như thế, cho nên người Nhật Bản nó như thế, cái tính họ như thế, cái áp lực nó rất là kinh khủng như thế. Kể cả nói thế thì cũng hơi khập khiễng ấy. Đó là một cái giải thích thực sự rất khập khiễng vì có khi chính họ cũng đâu có trải nghiệm được cái văn hóa Nhật Bản như thế nào đâu, đúng không? Nên thực sự mình cảm thấy nó không hợp lý với cái cách mà các nhân vật trong chuyện này thể hiện ra với nhau ấy. Nhưng dù sao cũng là một cuốn sách mà mình thấy là rất phù hợp để đọc vào cái thời điểm này. Chúng ta chuyển sang trinh thám Âu Mỹ chứ, vì đây là cái lĩnh vực mà mình dành hơn rất là nhiều hơn là so với trinh thám châu Á. Cuốn đầu tiên mình muốn nói đến đó chính là cuốn Băng của Bernard Minier, một tác giả người Pháp, và cuốn này thực sự rất dày cho nên các bạn có thể ngồi ngâm cuốn này trong suốt cả tháng 12 này, hoặc tháng 1, hoặc là đợt nghỉ Tết. Nó đều hình như nhau mà. Vì cuốn này thực sự rất dài, mình cũng đã ngâm cuốn này cũng phải mấy tháng đấy, bởi vì nó cũng không phải đến mức nó quá là dồn dập, nó quá là nhiều tình tiết đến khi chúng ta căng thẳng gì cả.
nó cũng lấy bối cảnh là một ngọn núi tuyết có bệnh viện tâm thần, có án mạng kỳ quặc, và vụ án mạng đầu tiên không ai khác chính là con ngựa bị chết. Và băng, các bạn thấy rồi đấy, rất là đông, rất là giá lạnh, không cảm đọc cảm thấy lạnh, bởi vì cuốn này nó còn liên quan đến cái bệnh viện tâm thần, đó là bệnh viện tâm thần dành cho những phạm nhân, những cái kẻ phạm nhân tai tiếng nhất, khét tiếng nhất, những kẻ giết hàng loạt kinh khủng nhất, man rợ nhất. Và cái chết của con ngựa nó có liên quan gì tới một bệnh nhân ở trong cái bệnh viện đó không? Cuốn tiếp theo, một cuốn sách trinh thám cổ điển, đó là cuốn Người Rỗng của John Dixon Carr. Cuốn này cũng lấy bối cảnh là vào ngày đông trời lạnh, một buổi tối đêm đông, và một vụ án mạng phòng kín đã được thiết lập, và thủ phạm không ai khác chính là ai đấy thì các bạn phải đọc. Mình sẽ không để nó ra được ở đây đúng không? Nhưng mà đúng là đọc những cái kiểu, những cái cuốn sách mà nó liên quan đến án mạng phòng kín ý, thì thực sự rất là khó để có thể, với mình khó bởi vì mình không giỏi về cái phần suy luận, lập luận rồi tìm cách gây án, bởi vì những cách gây án này nó quá thông minh và đôi khi là có thể nó hơi khó để thực hiện ngoài đời, chỉ có gọi là viễn tưởng như này, hư cấu này thì có thể thực sự là được thực hiện thôi. Nhưng mà rồi sao cái kế hoạch ở trong chuyện này, kế hoạch thủ phạm đấy, thì nó không khác gì với một cái mưu kế ở trong cái chuyện Những Chiếc Răng Cọp của Arsène Lupin. Những Chiếc Răng Cọp của Arsène Lupin cũng rất đáng đọc nhé. Nhưng mà quyển đấy thì nó ở quyển đấy cũng có thể được đưa vào để cho cái đêm giá lạnh này đấy. Cho nên mình giới thiệu luôn cả quyển Những Chiếc Răng Cọp của Maurice Leblanc, là một trong các cuốn tiểu thuyết liên quan đến nhân vật tay trộm hào hoa Arsène Lupin. Mình cũng không đọc mấy chuyện về Arsène Lupin đâu, thì mình chỉ thấy được cái quyển Chiếc Răng Cọp đấy là mình thích nhất thôi. Ngoài ra còn có Hòn Đảo 30 Chiếc Quan Tài, thì có nửa đầu chuyện nó rất là đáng sợ nhá, thì cuốn đấy mình cũng có thể recommend các bạn được, nhưng mà đến nửa sau thì mình không thấy nó hay nữa, nó không được thú vị như cái nửa đầu. Nửa đầu chuyện của Hòn Đảo 30 Chiếc Quan Tài nó cực kỳ sợ, đáng sợ, vì nó liên quan đến cái cô này, cô đi tìm cái bí ẩn gì gì đó, và cô phải đến cái hòn đảo này, cái hòn đảo có cái thị trấn ở đấy, thế là họ rất sợ về một cái điểm xấu gì đó ấy. Và kiểu nó đáng sợ, cứ kiểu cái hồi đấy mình đọc mà mình thấy sợ thật sự ở cái nửa đầu chuyện. Nhưng mà đến nửa sau khi mà mọi chuyện bắt đầu kiểu gỡ rối một chút ra rồi thì nó không còn cái sự đáng sợ ấy nữa. Những Chiếc Răng Cọp thì thuần túy là theo kiểu án mạng phòng kín ấy, và nó hay hơn so với Hòn Đá 30 Chiếc Quan Tài, mặc dù nó không sợ bằng cái phần đầu của Hòn Đá 30 Chiếc Quan Tài. Nhưng mà đấy là hai cuốn sách mà mình sẽ recommend của tác giả Maurice Leblanc, và đều liên quan tới nhân vật Arsène Lupin. Và cuốn Người Rỗng thì có cái kế nó hơi hơi tương tự như là của Những Chiếc Răng Cọp, thì khi các bạn đọc xong các bạn sẽ có thể so sánh được cái đấy. Còn Người Rỗng này thì nó đáng sợ ở chỗ là ám mộng phòng kín. Ám mộng phòng kín nên nó lại cứ kiểu gì, nó cứ đen tối thế nào ấy, cho nên mình cảm thấy sợ. Cuốn tiếp theo là Bí Ẩn Quân Hậu Đen của Arturo Pérez Reverte. Đây là tác giả này có cái quyển Câu Lạc Bộ Alexandrina, thì mình đã từng giới thiệu cuốn đấy rồi ở trong những cái video nói về những quyển trinh thám mùa hè. Thì cuốn này nó sẽ hợp với vào đêm đông này, nó liên quan đến cờ vua, và nếu các bạn có thích xem phim The Queen's Gambit trên Netflix, mình đã xem series, mình rất thích series đó, thì các bạn cũng có thể đọc quyển Bí Ẩn Quân Hậu Đen để được tìm hiểu về cờ vua và giải mã bí ẩn cờ vua, nhưng ẩn giấu đằng sau đó là một âm mưu giết người kéo dài đến hàng bao nhiêu thế kỷ. Một cuốn sách nữa nó khá là nổi tiếng rồi, đặc biệt là ở bên bên Mỹ họ cái tác giả này rất nổi tiếng, và cuốn này lại càng nổi tiếng và khẳng định cái vị thế của tác giả ấy, đó là Những Thi Thể Mất Tích, Karen Slaughter. Tức là Karen Slaughter thì trước là đã viết rất là nhiều tác phẩm trinh thám rồi, thì tuy nhiên là bắt đầu tác giả này nổi nhất, tức là mọi người biết đến nhiều nhất khi quyển sách Pretty Girl được xuất bản.
Những thi thể mất tích. Cuốn này nói về hai chị em và cô em. Hai chị em này thì có cái mối quan hệ không được tốt đẹp cho lắm. Mà cô em thì chồng mới mất. Sau đó thì cô em phát ra có một bí mật kinh khủng, rất là kinh khủng ở chồng mình. Mới đầu mình đọc cuốn này và mình cũng thực sự rất là cái cảm xúc mình lúc đấy nào nhỉ? Mình sững sờ. Và thực sự là mình kinh hoàng trước cái tội ác nó quá là dã man như vậy khi đối xử với con người và đặc biệt là với những người phụ nữ. Qua chuyện này mình thấy là những phụ nữ quá là dễ bị tổn thương, dễ bị hại. Dĩ nhiên thì mình không theo kiểu là chỉ có phụ nữ bị hại và đàn ông không bị hại. Cả hai đều có thể bị hại được, nhưng ý mình là xác suất để một người phụ nữ bị hãm hại cao hơn là xác suất của người đàn ông. Cái chuyện này thì nó thể hiện ra được rằng là cái việc để hãm hại một phụ nữ nó dễ dàng đến mức nào ấy. Và đôi khi chúng ta cũng không nên tin tưởng quá mức vào cái người mà chúng ta sống cùng nhà hả? Như kiểu chồng của cô em này có bí mật rất là kinh khủng. Một cuốn tiếp theo mà các bạn cũng có thể thấy khá là rùng rợn đó chính là cuốn Alex của Pierre Lemaitre. Đây là cuốn sách yêu thích nhất trong 3 cuốn. Mình mới đọc 3 cuốn của tác giả Pierre Lemaitre thôi, thì có quyển Alex của Hy Sinh và quyển 3 ngày một đời à. Thì quyển Hy Sinh cũng rất là hay, quyển Hy Sinh là cuốn thứ 4 trong cái series này, Alex là cuốn thứ 2. Mình không hiểu sao lại dịch kiểu thế. Mình có theo dõi chị April ở kênh Getting Hit With It ấy, thì chị có đọc một cái quyển sách của Pierre Lemaitre mà chị ấy, tức là gọi là, đấy là quyển favorite luôn của chị ấy, đó là quyển Blood Wedding. Và liên quan đến mất trí nhớ hay sao, quyển Black Wedding qua mất trí nhớ, và mình cũng ý định đọc thử xem sao. Thì đấy, cuốn Black Wedding này cũng có thể sẽ là cái mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Còn cuốn Alex này thì không phải nói gì nữa rồi, nó quá là tuyệt vời. Nó có twist ở trong này, cái twist đấy thì đương nhiên mình đã không đoán được rồi, cái đấy đương nhiên. Cái twist này thì mình nghĩ là ít người cũng đoán được lắm. Và cuốn này là liên quan đến cái thanh tra Camille. Ông này rất là hay, là ông ấy rất thông minh, tội là ông ấy rất là lùn, ông ấy còn lùn hơn cả mình. Mình thì cao tầm, mình làm tròn lên thì là cao 1,5 m, và ông ấy còn thấp hơn cả 1,5 m rồi. Tức là có người còn thấp hơn mình, một người đàn ông Pháp nhé. Cuốn tiếp theo là một cuốn mình nghĩ sẽ phải đọc lại vì mình thực ra không nhớ gì về nội dung đó, nhưng mà mình cứ kể ra đây cho các bạn này. Nếu các bạn có tìm mua quyển đấy thì các bạn có thể đọc, nó cũng lạnh mà. Hầm Chữ Đông của Minette Walter. Tác giả này có quyển Kẻ Nạn Sáp, cũng đã được xuất bản Việt Nam rồi. Cuốn này là nói về ba người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung không hiểu vì sao lại sống co cụm ở một điền trang biệt lập ở miền quê nước Pháp, và dân làng gọi họ là lũ phù thủy đồng tính. Cảnh sát nghi ngờ họ là những kẻ giết người bởi vì hai vụ án xảy ra ở cùng một địa điểm lại cùng bị đối xử bằng thái độ thờ ơ đáng sợ của người trong cuộc. Mình có hơi quen, mình có nhớ cái đoạn đầu, thật sự mình không nhớ lắm. Nhưng mà cảm giác như nó hay hơn so với quyển Kẻ Nạn Sáp hay sao ấy. Mình sẽ phải đọc lại quyển này. Rất xin lỗi các bạn, mình không có thêm thông tin gì hay ho hơn để bổ sung vào trong cuốn này. Nhưng mà nội dung này thì mình cũng thích mà. Đem một trong những cái giết người rồi, một xác chết trần truồng bị cắn xé dã man xuất hiện dưới hầm Chữ Đông của chính tòa điền trang đó. Nghe rất là đáng sợ. Cuốn tiếp theo cũng là một cuốn mà mình nghĩ là mình cũng phải đọc lại vì mình không nhớ gì về nó lắm. Công Chúa Băng của Camille Lackbird. Tác giả này ở Nhã Nam có xuất bản cả một quyển nữa rồi, và mình cũng không nhớ gì về nội dung quyển đó lắm. Quyển này thì mình có hơi nhớ này, mình có nhớ về một nhân vật trong truyện là một cái anh họa sĩ điên. Không phải điên mà theo kiểu anh họa sĩ này kiểu đau khổ vì một vấn đề nào đó, rất cuồng loạn, sau đó anh ta phải tự tử ấy. Và cái chết của anh ta nó có liên quan tới cái chết của cô gái ở trong cái bồn tắm. Có một cô gái chết bồn tắm, chắc thế mà gọi là Công Chúa Băng mà. Và rõ ràng thì chuyện này được xảy ra bối cảnh là tàu mùa đông, rất là lạnh. Đương nhiên là khi đọc cái này còn lạnh hơn rồi. Các bạn còn đòi hỏi điều gì nữa đúng không? Mình định là giới thiệu quả cuốn Sự Yêu Lặng Bề Cứu, thế nhưng mà chắc cuốn đấy quá nổi tiếng rồi, thế nên là các bạn có thể lựa chọn một cuốn khác trong cái series đó. Và mình chọn Rồng Đỏ của Thomas Harris. Rồng Đỏ thực ra là xảy ra trước sự kiện ở trong Sự Yêu Lặng Bề Cứu nó, và không phải liên quan đến Clarice Starling, cô đặc vụ FBI đấy đâu, mà là liên quan đến Will
Will Smith à? Chết, mình nhầm. Will Smith là diễn viên Will Smith. Còn không phải tên nhân vật trong này là Will Smith, tên nhân vật là Graham, một cũng là một đặc vụ FBI rất là giỏi và điều tra cái vụ giết hàng loạt tất nhiên, và kẻ giết người đó được rồng đỏ, hắn kiểu liên quan đến rồng ấy. Lúc đấy mình còn nghĩ là có thể là có chút châu Á, chi tiết châu Á, tình tiết châu Á gì đó trong chuyện, nhưng mà không phải, nhầm. Và lúc này thì Hannibal Lecter chưa bị coi là kẻ giết người hàng loạt như là ở quyển Sự Lệnh Bầy Cừu, mà Hannibal Lecter đây sẽ đóng vai trò như một người cố vấn theo kiểu giúp đỡ phá án. Lúc này thì Will chưa biết gì về cái tội ác của Hannibal mà vẫn kiểu nhờ Hannibal giúp đỡ ấy. Cho nên là mình nghĩ là cái cảm giác sẽ đáng sợ hơn, bởi vì lúc này chúng ta biết được rằng Hannibal Lecter làm kẻ giết hàng loạt, khét tiếng, kẻ ăn thịt người, nhưng nhân vật trong truyện lại không biết điều đó và vẫn nghĩ rằng Hannibal Lecter là một bác sĩ rất đáng kính trọng. Thế nên đó là cái sự mà mình nghĩ là nó sẽ tăng cái mức độ rùng rợn hơn cho câu chuyện ấy và cho cảm giác của chính người đọc nữa. Một cuốn nữa mà mình chưa đọc, bởi vì mình đang đọc lại các tác phẩm của tác giả này rồi mình mới đọc đến quyển đó, đó chính là quyển Người Tuyết của John Nesbo. Mình đang định đọc hết tờ các sách của John Nesbo trước, đây đã xuất bản ở Nhã Nam thì mình mới đọc xong Chim Cổ Đỏ với cả Người Con Trai, còn Kẻ Báo Thù là mình chưa đọc. Mình sẽ đọc quyển đấy, mình đọc xong quyển đấy đã rồi mình mới đọc đến Người Tuyết của John Nesbo. Người Tuyết có phim rồi nhưng mà phim không được hoan nghênh, không được xuất sắc cho lắm. Thế nên thôi, tốt nhất các bạn đừng có xem phim mà hãy đọc sách đi, nó sẽ hay hơn nhiều đấy. Và bởi vì mình rất thích cái cách viết, cái văn phong của tác giả Jonas Boy, và đặc biệt là những cái tác phẩm nó gọi là Nordic Noir, chuyện trinh thám của Bắc Âu thì bao giờ nó cũng cảm giác rất là lạnh ý. Cái không khí ở đấy lạnh, nó khô khô cằn, nó khô khan. Cái đặc điểm chính để nhận diện với trinh thám Bắc Âu với tất cả các cái trinh thám khác là bối cảnh ở các nước Bắc Âu thôi, nó chỉ là như thế thôi, nhưng nó là một cái nơi mà khiến cho người đọc khắp thế giới họ đều rất là thích kiểu được khám phá và cái vùng đất đó, cái chính quyền, cái xã hội nơi đó như thế nào, con người ở đó như thế nào ấy. Thì cuốn này sẽ là một cuốn sách phù hợp để đọc vào thời điểm này đấy. Tiếp theo là những cuốn này chắc các bạn sẽ rất nổi tiếng này, mình cũng sẽ recommend Bố Già của Mary Puzo. Mặc dù vậy thì mình không đọc được bản dịch này của dịch giả Ngọc Thứ Lan, bởi vì cái bản dịch này nó có rất nhiều những cái từ phía âm từ tiếng Pháp mà mình không hiểu, và vì vậy nó khiến cho cái trải nghiệm đọc của mình nó rất khó chịu, và mình vẫn chưa đọc xong quyển này. Mình đã đi ép quyển này chỉ bởi vì mình không thể nào mà nuốt nổi được bản dịch. Theo như mình biết thì dịch giả Ngọc Thứ Lan cũng từng là kiểu xã hội đen, cho nên là ông ấy có những cái ngôn ngữ xã hội đen dân chơi, nó rất là đúng cái từ tiếng lóng ở trong chuyện. Vì vậy mà thực ra rất là nhiều người thích cái bản dịch này vì nó đúng cái chất gangster mafia ấy. Nhưng mà với những cái người đọc theo kiểu bình thường phổ thông như mình không biết mấy cái đấy thì thực sự rất khó đọc ấy. Mà không phải là cứ người miền Bắc hay người miền Nam thì khó đọc cái gì đâu nhá. Mình bởi vì mình thấy là có cả những người miền Nam đọc mà họ cũng không hiểu cái ngôn ngữ ở trong này mà. Nên nó không phải liên quan đến vùng miền gì cả, chỉ là cái cách dùng từ tiếng lóng ở đây nó khó hiểu quá, mình đọc mình không hiểu cái nội dung của những từ đấy, không hiểu nghĩa thì thực sự rất là khó để có thể cảm nhận được toàn vẹn cái câu chuyện này. Vì vậy mà mình đã chọn để biết xem phim ấy. Thực ra mình đã xem phim trước rồi mới đọc truyện. Xem phim thì các bạn bây giờ những đó là những bộ phim xuất sắc, những bộ phim đáng xem, nên xem một lần trong đời. Bố Già phần 1, phần 2, phần 3, phần phần 3 thì buồn, mình thấy phần nào cũng buồn. Nhưng mà phần 1 thì có thì chính là sát gốc nhất với cả quyển sách này đấy. Nhưng mà bởi vì quyển này đã được biết đến quá nhiều rồi thì mình muốn giới thiệu các bạn một quyển khác, nó cũng liên quan đến mafia, nếu các bạn muốn đọc thêm về mafia và cũng của cùng tác giả Mary Puzo thì đọc quyển Ông Trùm Cuối Cùng, The Last Dawn. Cũng cùng tác giả và cũng đều liên quan mafia và đều liên quan đến nước Mỹ. Cả hai đây thì đều liên quan tới mafia Mỹ, thì vì cuốn này nó quá nổi tiếng rồi và có thể các bạn đã biết nội dung rồi, liên quan đến Bố Già
Corleone đúng không? Trong phim thì là Al Pacino đóng ấy, Michael Corleone, còn ông bố là Vito Corleone ấy. Thì nếu quá nổi rồi, các bạn biết rồi, thì các bạn có thể chuyển sang cuốn này, Ông Trùm Cuối Cùng Mariposa. Nó cũng có cái không khí thực ra y hệt như Bố Già thôi, chỉ là bởi vì Bố Già quá nổi tiếng rồi nên tất cả tác phẩm khác bị át đi, chứ còn nó cũng hay mà. Thì các bạn hãy đọc quyển này để thay thế. Một quyển trinh thám nữa, thực ra cả một series nữa, mà bởi vì các bạn phải đọc quyển đầu thì các bạn mới đọc được cái quyển sau, mà mình thì recommend mấy quyển sau hơn là quyển đầu. Đó là cái series 4MK của JD Barker này, thì mình sẽ mua hai quyển sau thôi, nhưng mà mình sẽ không recommend quyển này, mà mình recommend hai quyển sau là Cái Chết Thứ Năm của Địa Chỉ Sáu để tuyệt vời. 5 sao, quyển này 4 sao thôi. Quyển này thì đọc cũng bình thường, không có gì xuất sắc lắm, bình thường. Nhưng mà đến đọc hai quyển Cái Chết Thứ Năm Trẻ Sáu thì trời ơi các bạn, tuyệt phẩm, hay lắm. Mình có một ký đọc sách về hai cuốn này rồi, thì các bạn hãy theo dõi hai cái những cái sách đó thì để biết thêm cụ thể hơn về cái cảm nghĩ của mình hai cuốn này. Và hai cuốn này cũng xảy ra bối cảnh mùa đông, thế nên còn gì thích hợp hơn để đọc hai cuốn đấy đây các bạn. Lúc này thì hãy bắt đầu đọc binge read cả series 4MK này đi các bạn. Chuyển sang một cuốn trinh thám cuối cùng, một chuyến trinh thám Việt Nam, Đảo Bạo Bệnh của tác giả Đức Anh. Đảo Bạo Bệnh thì nó sẽ khác hẳn, có cái không khí khác hẳn so với tất cả những quyển sách mình vừa nói. Đầu tiên là lấy bối cảnh dịch bệnh này, một vụ án mạng xảy ra này, nhưng mà không ai quan tâm này, và chỉ có một nhân vật anh cảnh sát là muốn điều tra vụ án mạng đó, bởi vì anh ta có lý tưởng, anh ta là một con người trẻ tuổi có rất nhiều lý tưởng, tài năng vân vân. Anh ta muốn điều tra về cái chết của một bà cụ già trong bối cảnh có một căn bệnh dịch. Nó lạ ấy, lạ theo kiểu là mình cảm thấy nó khác hẳn so với tất cả các cái tác phẩm trinh thám khác mà mình đọc. Nó không kiểu bị tây hóa gì cả nhá, nó rất là thuần Việt ý. Cái quan trọng bởi vì nó là thuần Việt cho nên mình rất muốn là kiểu mọi người biết đến hơn về cái quyển Đảo Bạo Bệnh này. Cái không khí, cái cảm giác tạo ra nó không phải theo, nó cứ không dồn dập hay hành động hay là kiểu quá là kinh dị như là những cái chuyện kinh trinh thám Âu Mỹ mà mình vừa mới giới thiệu đâu. Nó có đúng cái nét của Việt Nam ý. Và thực sự rất khó nói, vì các bạn phải đọc ý, các bạn sẽ cảm nhận được cái nét Việt Nam đó ở cái vụ án xảy ra, rồi cái cách điều tra mọi thứ nó đều mang đúng cái đậm cái chất Việt Nam trong đấy. Thế nên sẽ là một cuốn sách ngắn thôi, đọc vào cái thời điểm giá lạnh như này để cho các bạn cảm thấy lạnh hơn. Không phải là trinh thám thì mình có cuốn này, nó thuộc thể loại dystopia rất là kinh điển, đó là cuốn Chúng Tôi của Yevgeny Zamyatin. Thì cuốn sách này là một trong những cái cuốn đặt nền móng cho cái thể loại dystopia sau này, và chính những cái cuốn nổi tiếng như là 1984 của Orson Welles, à của George Orson đúng không, và cuốn Brave New World, Thế Giới Tươi Đẹp ấy, của Aldous Huxley à? Mình không nhớ tên. Đấy, chính hai cuốn đấy lấy cảm hứng từ Chúng Tôi. Thì cuốn sách này là lấy bối cảnh ở một thế giới mà chúng ta chỉ suy nghĩ bằng lý trí, con người không có tên và con người đánh số, mỗi người một cái mã số, và khi nếu chúng ta mà có tình cảm thì nghĩa là bị bệnh và sẽ phải đi kiểu mổ để phẫu thuật để lấy cái phần để chữa để thoát khỏi cái tình cảm, mình tình cảm cảm xúc là bệnh tật. Thì ở đây con người là sống ở trong cái thế giới này là gần như những cỗ máy, họ đi lại đúng cái giờ nào đấy, đi bao nhiêu bước thì đúng bấy nhiêu bước, ăn bao nhiêu, nhai bao nhiêu lần thì đúng bấy nhiêu lần nhai trong một cái món ăn đó, nên nó rất là máy móc, nó rất là đúng kiểu theo một cái dây chuyền ấy, không hề có một cái sự sáng tạo của con người nói chung ý. Đây là một cái thế giới nó thực sự đáng sợ. Mặc dù vậy khi đọc chuyện này chúng ta không cảm thấy là cái thế giới này đáng sợ, bởi vì cái nhân vật trong chuyện là đã sống một cái thế giới này từ bé rồi nên kiểu quen rồi ý. Và với họ ý, cái thế giới như chúng ta sống này, cái việc có tình cảm này làm cái đáng sợ, làm thứ không thể chấp nhận được. Nhưng mà trong này thì còn nói là tại sao chúng ta có thể sống như thế này ý, là sống với tình cảm kiểu ấy, tại sao có thể sống được, sống như thế này có phải tốt hơn không, sống chỉ lý trí như thế thì tốt hơn không ấy. Nên mình nghĩ là cái đêm đông thế này mà
trời lạnh thế này mà đọc những cuốn dystopia rất là phù hợp. Bây giờ mình sẽ chuyển sang những cuốn sách ngoại văn, những cuốn sách mà chưa có bản dịch tiếng tiếng Việt. Đầu tiên thì mình muốn nói lại cái cuốn Blood Wedding của Pierre Lemaitre. Thì cuốn đấy mình chưa đọc, mình sẽ thử đọc xem sao, vì nghe có vẻ rất là hay, có cái trope là mất trí nhớ thì mình rất thích cái trope đó rồi. Cuốn tiếp theo lại là một cuốn dystopia, đó là A Clockwork Orange. Còn nếu các bạn không đọc được cái bản tiếng Anh của cuốn đó thì có thể xem phim xem nào, bởi phim rất là hay. Mỗi tập phim nó bị thiếu cái chương cuối cùng ở trong cái chuyện A Clockwork Orange thôi. Còn trong chuyện A Clockwork Orange là cũng làm thế giới dystopia rất là bạo lực, và nhân vật chính là Alex sẽ phải khi mà cậu ấy đi tù, cậu ấy trải qua một cái thử nghiệm để có thể được ra tù sớm ý, và cái thử nghiệm đó nó đã thay đổi cậu thế nào và khiến cậu ấy sống như nào, quay trở lại cái thế giới đầy bạo lực đó ý. Phim nó có rất nhiều chi tiết, thế là kể cả chuyện bạo lực rồi cưỡng hiếp các kiểu, thì nó thể hiện ra một thế giới rất là kinh hoàng mà chúng ta ra đường không an toàn đâu, và Alex là một trong những người tạo ra cái sự kinh hoàng đó. Nó đặc biệt ở chỗ ấy là nó còn có những cái ngôn ngữ tiếng lóng mà chính tác giả tự bịa ra nên là khi đọc mới đầu thì các bạn có thể sẽ cảm thấy rất là khó đọc, nhưng mà dần dần thì đọc quen rồi các bạn nhớ được nghĩa của từ đấy, thậm chí có thể suy ra được nghĩa cơ, nên là cũng chả phải lo gì đến cái việc đấy đâu. Bởi vì thực ra thì đọc cái ngôn ngữ mà tác giả tạo ra nó cũng xứng với cái câu chuyện, nó khiến cái câu chuyện nó thật hơn rất là nhiều ấy. Rồi thì đấy là những cái cuốn dystopia. Còn bây giờ mình sẽ nói về những cái cuốn trinh thám mà nó khiến các bạn cảm thấy lạnh lẽo hơn, cảm thấy đáng sợ hơn, rùng rợn hơn. Đầu tiên mình sẽ muốn nói về cuốn tác giả Ruth Ware. Thì có hai cuốn này các bạn hãy đọc, đó chính là One by One. One by One thì nói về lại là một kiểu biệt lập, một cái nhóm đồng nghiệp đi công tác, đi nghỉ ở cái nhà nghỉ này, ở cái núi, vùng núi tuyết, và có tuyết lở cho nên là họ bị kẹt ở cái nhà nghỉ đó. Vậy là một kiểu dạng nhóm người biệt lập bị mắc kẹt ở một nơi và có người chết. Họ nghi rằng là cái chết này không phải là tai nạn. Chuyện One by One này đọc rất là dễ đoán thủ phạm, và nó bị quá là dài dòng vì những cái tiểu tiết liên quan đến kinh doanh, đến miêu tả cảnh, những cái vấn đề kinh doanh thì thực ra mình không quan tâm lắm ý. Dĩ nhiên là nó đóng một cái vai trò là cái động cơ cho thủ phạm về sau đấy, nhưng mà cuối cùng thì mình không cảm thấy cái đấy nó quá là cần thiết, vì thực ra cái đấy nó chỉ cần tóm gọn ở một phần nào đấy thôi là được ấy. Đây bị viết dài dòng, thế nên One by One là mặc dù mới ra năm nay nhưng mà mình cũng chỉ giới thiệu đây thôi, chứ còn mình thì không thích quyển đấy. Nhưng có một cuốn khác thì mình sẽ thích hơn, đó là The Turn of the Key. Quyển này thì lấy cảm hứng từ trên cái cuốn The Turn of the Screw của Henry James ấy. Chuyện ma ám ở trang Viêm Blight. The Turn of the Key cũng là một cô vú em được đến làm vú em cho một cái gia đình này, cũng có gia đình này có những ba đứa con. Ở ngay đầu chuyện thì chúng ta biết rằng là cô vú em này, cô ấy đi tù vì bị buộc tội là giết chết một trong những cái đứa trẻ mà cô ấy được giao chăm sóc ấy. Ba đứa trẻ thì một đứa chết, thì cô này bị buộc tội và cô ấy viết thư gửi cho luật sư của mình, và cô ấy trình bày lại toàn bộ cái quá trình cô ấy ở cái ngôi nhà này và chuyện gì đã xảy ra. Thì cái ngôi nhà này là ngôi nhà công nghệ cao, mọi thứ được điều khiển bằng máy tính và qua hệ thống từ xa, và khi mà cô cái nhân vật chính này là cô ấy sống ở đây chăm sóc cho bọn trẻ thì cô ấy đã trải nghiệm rất là nhiều điều kỳ lạ, cảm thấy rất là đáng sợ. Và thực ra mình đọc mình cũng không biết lúc đầu là cái này có thể do ma ám được hay không, mặc dù đây là một nhà công nghệ cao hay là có người khác là điều khiển tất cả cái việc đó. Mặc dù vậy thì cái kết nó hơi bị hẫng, nó kiểu quá nhanh ý, và nó bị hẫng khiến mình thích tự dưng đọc tất cả và cảm thấy nó vô nghĩa ý, vì cái kết như vậy. Chuyện này ra nó cũng thì mình cũng vẫn đánh giá cao, chỉ là nó không hay được như là những cái cuốn trước đấy, ví dụ như The Death of Mrs. Westaway là mình rất thích của tác giả Ruth Ware. Mà chung thì The Turn of the Key cũng là một cuốn sách các bạn đọc vào cái mùa đông này. Tiếp theo là một cuốn sách của tác giả Shari Lapina, đó là An Unwanted Guest. Thì cuốn sách này cũng là một nhóm người
tập trung tại một nơi biệt lập tại một cái nhà nghỉ, bởi vì lại có cơn bão tuyết khiến cho bị mắc kẹt ở đó, và lần lượt từng người chết một. Và thế là chúng ta sẽ phải điều tra ra tất cả ai là người giết, ai là người vân vân đấy, các cái vấn đề như thế đấy. Thì đây là có lẽ là cuốn hay nhất mà mình đọc được của tác giả Shari Lapina. Cuốn tiếp theo là của Stephen King, đó là Misery. Misery thì nếu các bạn xem phim rồi thì các bạn biết về nội dung rồi nhé. Là một ông nhà văn này, ông ấy viết, ông ấy rất là nổi tiếng, ông ấy tên Paul Sheldon, và ông ấy nổi tiếng về cái chuyện ông ấy viết liên quan đến một nhân vật là Misery. Thế nhưng mà cuối cùng ông ấy đã quyết định là kiểu giết chết Misery, kiểu ông ấy chán cái cuốn series về nhân vật này rồi, thế là ông ấy quyết định để cho nhân vật này chết. Thế rồi ông ấy đi đâu ấy, và ông bị tai nạn, mắc kẹt ở tuyết tủng gì đó, và có một bà, một cái bà y tá này, bà cứu ông ấy. Và hóa ra bà ấy là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của Paul Sheldon, và bà ấy rất muốn là ông ấy có thể làm cho Misery sống lại. Và các bạn biết là fan cuồng đây nghĩa thế nào đấy? Nó là ám ảnh, một sự ám ảnh kinh hoàng. Những giờ phút địa ngục của Paul Sheldon khi sống, khi được chăm sóc bởi cái bà fan hâm mộ này. Và mình vẫn nhớ nhất là có một cái đoạn ở trong phim ấy, đó là đoạn làm gãy chân ấy. Nó rất đáng sợ, mặc dù nó chỉ chiếu được có một tí thôi, nhưng mà mình có thể hình dung ra được, và nó cảm thấy rất là đau đớn khi xem cái cảnh đấy. Cuốn tiếp theo là No Exit của Taylor Adams. Cuốn No Exit này cũng lại là một kiểu một nhóm người mắc kẹt ở trong một cái nhà trọ. Thế nhưng mà vấn đề đây là nó lại khác. Tức là cô gái này nhá, là cô ấy đang đi trên đường để đến thăm mẹ mình ấy. Và cô ấy trên đường thì cô tạt vào một cái trạm xăng hay là một cái quán nước, quán rượu, một kiểu chỗ nghỉ chân ấy, vì có bão tuyết mà. Ở đấy có một vài người khách nữa. Và khi cô vào rồi, cô ấy tình cờ phát hiện ra có một đứa trẻ bị bắt cóc, bị nhốt ở trong một cái xe, ở trong bãi đỗ xe. Và cô phải tìm ra chủ nhân của cái xe đó là ai, là một trong cái người ngồi trong cái bàn, trong cái quán kia. Và cô không được để cho cái người đó biết được mình đã phát hiện ra là đã bắt cóc một đứa trẻ. Và cả chuyện nó chỉ là cái việc cô ấy tìm, cố gắng tìm ra được cái tên thủ phạm đó, tên bắt cóc đó. Và đến khi mình phát hiện ra rồi thì tên bắt cóc đó sẽ đối đầu lại với cô ấy, và sẽ là cuộc chiến giằng co giữa họ. Dĩ nhiên là tên thủ phạm này cũng dễ rất thông minh, và nó sẽ giết tất cả các vị khách còn lại thôi trong cái quán rượu đó. Thì cuốn này thực ra thì mình không thích lắm đâu. Đa số những trên BookTube là mình thấy là mọi người đều khen cuốn No Exit này, nhưng với mình thì mình thấy nó khá là bình thường, và thậm chí là hơi chán. Là khác, nó dài dòng ấy, nó kiểu đúng kiểu one by one của Luke kìa. Nhưng mà thôi thì mình vẫn cứ nói đây, vì nhỡ đâu các bạn thích thì sao. Nó cũng là liên quan đến bão tuyết mùa đông. Trong đấy tất cả những cái quyển mình nói thì đa số đều lấy bối cảnh mùa đông mà. Cuốn tiếp theo là I'm Thinking of Ending Things của Ian Reid. Thì cuốn này cũng đã có phim rồi. Phim thì nó lại, mình cảm giác nó không hay được như chuyện, mà nó không rõ ràng, chuyện nó càng khiến chuyện nó bị rối hơn ý. Thì các bạn có thể nên đọc chuyện trước đã rồi hãy xem phim, sẽ cảm thấy hiểu hơn. Cũng là trên một bối cảnh mùa đông. Câu chuyện là có một cặp đôi này đi thì có cô bạn gái này là cô ấy đang trên đường đến bạn trai, là chở họ đi gặp bố mẹ của người bạn trai, cô bạn gái. Thì trên đường đấy là cô ấy cứ suy nghĩ về việc là muốn chia tay, muốn kết thúc mọi thứ, muốn chia tay với anh người yêu này. Đồng thời thì có một dòng kể nữa, là lời kể, cái lời kể cô gái này, và sau đó là xen kẽ là các cái chương liên quan cái cuộc đối thoại của người ngoài nói về một cái ông lao công nào đó ở trường học. Nó các cuộc đối thoại thôi, thế nên nó sẽ rất là rõ ràng, chứ không như trong phim đâu. Phim thì thực sự xem, nếu các bạn không đọc chuyện thì xem sẽ khó hiểu hơn đấy. Cuốn tiếp theo là The Winter People của Jennifer McMahon. Cuốn The Winter People mình đã đọc trong một cái nhật ký đọc sách rồi, và đây là một cuốn sách kinh dị nói về làm sống dậy người chết và cái giá mà chúng ta phải trả cho việc đó. Và câu chuyện đó là liên quan đến ba người phụ nữ, và chúng ta sẽ gắn kết câu chuyện của ba người phụ nữ đó lại như thế nào với một cái truyền thuyết là nói về việc làm sống dậy người chết, những người mà chúng ta yêu quý. Cái sự liên quan tới ba cái câu chuyện, ba cái cô gái này là như nào, và ở hai dòng thời gian quá khứ và hiện tại. Cuốn cuối cùng
mình muốn giới thiệu cho các bạn, đó là cuốn mà mình chưa đọc, The Hunting Party của Lucy Foley. Tác giả này là đã có cái quyển năm nay mới ra là The Guest List, thì quyển đó đã thắng giải Goodreads Choice Award cho hạng mục truyện trinh thám thriller, và điều đấy là một điều đáng tiếc bởi vì mình không nghĩ là cuốn The Guest List đó xứng đáng với cái giải thưởng đó. Nó không đến mức xuất sắc như vậy. Còn cuốn trước đấy của tác giả này là The Hunting Party, đây là bản tiếng Đức, thì cái cuốn The Hunting Party đó cũng là một nhóm người biệt lập và cũng bị kẹt do bão tuyết. Và bởi vì chính là do bão tuyết, cái từ Neuschnee này nghĩa là tuyết mới. Nếu dịch cái tiếng Việt nó là tuyết mới thì mình cũng không hiểu phải dịch kiểu gì. Tại sao lại gọi là tuyết mới nhỉ? Chắc là phải đọc thì mình mới hiểu được tại sao lại bản dịch tiếng Đức nó lại chuyển sang từ The Hunting Party thì thành Neuschnee được. Mình chưa đọc quyển này, nhưng vì nó lấy bối cảnh mùa đông cho nên có thể mình sẽ đọc. Và các bạn cũng thử đọc xem. The Hunting Party nha, là cuốn đầu tiên của tác giả Lucy Foley. Còn The Guest List của năm nay rồi. Vậy đó là tất cả những cuốn sách, đa số là trinh thám và lấy bối cảnh mùa đông, sẽ rất phù hợp để cho các bạn đọc. Và các bạn sẽ cảm thấy lạnh hơn rất là nhiều khi bước chân vào thế giới của chết người, của trả thù, của cái gì nhá, giết người, trả thù, phòng kín, không gian kín, mắc kẹt vào mùa đông, tuyết rơi rất dày và không ai có thể nghe thấy bạn kêu. Tiếng kêu bạn sẽ không được nghe thấy. Hy vọng các bạn sẽ tìm được cuốn sách nào mà các bạn thấy có vẻ phù hợp để các bạn thể đọc vào mùa đông này để cảm thấy lạnh giá hơn, chứ không phải để sưởi ấm trái tim. Nếu nhé, mình sẽ có video khác liên quan đến những cuốn sách sưởi ấm trái tim các bạn rồi. Còn những cuốn sách này là những cuốn sách là đóng băng tim của các bạn luôn. Hẹn gặp lại các bạn trên các video lần sau. Tạm biệt.